Ngày 23 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho biết đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Điện Biên xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên và các công ty đơn vị liên quan. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng với đó, Công an khởi tố bắt tạm giam 6 bị can để điều tra về tội danh trên. Những người này gồm ông Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, Trịnh Mạnh Cường, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, Đinh Văn Hữu, Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Điện Biên. Ngoài ra còn có ông Nguyễn Quang Tuyến, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Điện Biên, Võ Thúc Chính, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tư vấn Xây dựng T&C và Mai Thanh An, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Tây Đô. Theo xác minh ban đầu, ông Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo một số cán bộ dưới quyền, thông đồng cùng với Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Điện Biên và các công ty khác thực hiện các hành vi vi phạm luật đấu thầu. Mục đích của hành vi này nhằm để cho Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Điện Biên trúng hai gói thầu cung cấp thiết bị dạy học tối thiểu gây thiệt hại tài sản nhà nước. Hiện nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật. Quy trình khám xét tiến hành thu giữ một số hồ sơ tài liệu quan trọng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho hay. Trong một diễn biến khác, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho biết, cũng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quốc Việt, thẩm định viên Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTC Value và bà Hồ Thị Sáu, Giám đốc Khối thẩm định 3, Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTC Value, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Hai bị can này bị điều tra trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về vlo@phapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.